Thì bây giờ để làm một cái upload đó, các bạn sẽ làm những cái bước như thế này. Thì ở đây như các bạn học trong HTML đó, thì các bạn sẽ có một cái thẻ là file, input file, như các bạn biết rồi. Thì trong cái mớ facelift, trong cái mớ thẻ giao diện của cái thằng JSF, nó hỗ trợ cho mình là h input. Thì ở đây tương tự nó cũng có các giá trị gần giống như vậy. Ở trong đó cái value này nè các bạn, là cái trường mà lát nữa các bạn chọn một cái file các bạn bỏ vô đó, thì nó sẽ convert trở thành cái đối tượng kiểu bắt ở trong cái nhóm Serverless HTTP. Thì ở trong cái file manage bin của mình sẽ ứng cái này thông qua cái kiểu bắt nha. Rồi đây là những cái giá trị require, thì cái này không nói rồi, các bạn biết rồi. Rồi các bạn có một cái phần nữa là cái validator. Validator thì để mình kiểm tra coi nó có giá trị hay không, giống như hôm bữa mình có làm ha, để mình ví dụ như các bạn require nó, các bạn bắt buộc nó, thì các bạn muốn check cái dữ liệu, check cái kiểu gì đó, để mình kiểm tra coi mình chỉ chấp nhận những cái file là BNG, JPEG thôi, vân vân. Thì mình sẽ làm trong đây, mình sẽ define ra một cái validator riêng, rồi mình sẽ gắn vô trong đây, là ngay chỗ này. Thì một lát nữa thì thầy cũng sẽ làm hai cái validator cho các bạn. Một cái validator thứ nhất là mình chỉ chấp nhận cái file là BNG và JPEG. Validator thứ hai là mình chỉ chấp nhận những file có kích thước, kích cỡ khoảng dưới 5 MB chẳng hạn, vân vân. Thì mình sẽ làm hai cái đó mẫu, rồi sau đó các bạn trong cái project bài tập lớn các bạn tự áp dụng nha. Rồi còn ở đây là cái phương thức thôi, chỉ định cái phương thức được gọi khi mà mình khi cái giá trị ở trên đây mình đổi sang một cái file khác á, thì nó sẽ gọi cái phương thức này. Thì đây là về mặt giao diện, thấy chưa? Rồi sau đó trong giao diện này các bạn chú ý cái form mà nó có khả năng upload, các bạn bắt buộc phải có cái này, à cái multi bắt form data. Thì lúc này các bạn mới thực thi cái thao tác upload lên trên server của mình được nha. Do đó là khi làm thao tác upload, nhớ là trong cái form mà nó bọc lấy cái form upload, nó bọc nguyên cái dữ liệu mà nãy giờ đó, là các bạn phải thêm cái thuộc tính Android Multi Path Form Data, hiểu chưa? Còn cái input file của mình là mình sẽ thêm cái này nè, các bạn chỉ việc chọn cho thầy input file và mình link vào cái kiểu file, cái file này chính là cái kiểu bắt nha, kiểu bắt, hiểu chưa? Rồi còn đây là cái phương thức upload của mình thôi nha. Thì lát nữa thì thầy không gọi phương thức này, thầy sẽ gọi trong phương thức add luôn, thầy cho nó upload trước. Khi mà upload fail thì hiển nhiên mình sẽ không thêm, cho đến khi nào upload thành công thì mình mới thêm thôi nha. Rồi sau đó đây trong manage bin nè, các bạn khai báo cho thầy một cái private path. Thì cái này nó chính là nó hứng cái nó binding với cái input file ở bên ngoài mà người ta truyền vô cho mình nha. Thì mình sẽ có một cái path như thế này. Còn cái phương thức này thì người ta thường người ta sẽ upload với dạng là một cái stream, một cái input stream. Như vậy là các bạn sẽ đọc được cái dữ liệu dạng stream thông qua cái phương thức gọi là get input stream như thế này. Và ở đây thầy sẽ dùng một cái cơ chế là thầy while, thầy đọc một lần 1024 byte trên cái stream đó cho đến khi hết, và thầy ghi vào trong một cái thư mục của thầy, là thầy đặt ở trong một cái thư mục upload như thế này nha. Thì đây là cái hàm xử lý cái thao tác upload đơn giản, do đó là thầy chỉ lấy có 5 MB thôi, tối đa một cái ảnh thầy cho 5 MB thôi nha. Rồi còn đây là cái cách viết validator, thì hôm bữa thầy đã làm cho các bạn rồi. Thì ở đây nó sẽ có hai cái phương thức, hai cái cách thức validator nha. Thì cái giá trị khi mà validator, các bạn nhớ implement cái thằng này. Khi các bạn implement thằng này thì các bạn có một cái tham số là cái value, là cái mà nó truyền vô khi các bạn gắn cái validator này vô nè. Trên cái control nào thì cái value này là value của control đó. Như vậy là lát nữa mình đặt cái này vào trong cái control của input file, thì lúc đó cái value này nó chính là cái bắt ha, kiểu bắt. Như vậy là sau khi có cái bắt này rồi, các bạn cứ bình thường chấm lấy cái thông tin nó ra. Bây giờ thầy muốn so sánh lấy BNG với JPEG thôi, thì thầy lấy thuộc tính content type của nó, rồi thầy so sánh. Nếu mà BNG nó sẽ có cái này và JPEG nó sẽ có cái này, khi các bạn chọn ảnh nha. Rồi sau đó thầy sẽ dựa trên cái phương thức size này, nó sẽ trả ra dung lượng. Và các bạn nhớ là cái dung lượng này nó trả ra là các bạn phải tính ra là byte, chứ nó không phải là số 2 MB đâu, cái đơn vị của nó là thấp hơn. Ở đây ví dụ như các bạn có 1 MB, các bạn phải đổi ra là byte, kilobyte, rồi đổi ra byte, rồi mình mới ra được con số này ha. Ví dụ như 1 MB là 1024 KB, rồi vân vân, các bạn hạ xuống từ từ cứ nhân lên thì nó sẽ ra được con số này, thấy chưa? Rồi sau đó nếu mà nó vi phạm ha, nó vi phạm trong trường hợp này là check có 2 MB thôi, trong trường hợp nó vi phạm thì các bạn tạo ra cái đối tượng message của cái file message hôm bữa mình đã làm rồi, và các bạn ném ra cái ngoại lệ này, thì tự động bên ngoài nó sẽ hiển thị cái lỗi này ở đây cho mình, thấy chưa? Như vậy là cái phần upload là mình sẽ làm 3 phần như vậy ha. Rồi để upload cho cái ảnh á, thì các bạn quay lại cái bảng product á, các bạn add thêm một cái trường nữa, đó là cái trường image, để mình lưu cái đường dẫn ảnh của product mình upload.
Thì ở đây các bạn vô đây ha, mình add to table. Rồi ở đây mình add thêm một cái trường nữa là image. Như vậy là cái này thầy cho là vacha 255. Thì cái này có thể null ha các bạn. Cái này mình để lên trên. Rồi như vậy là mình add thêm cái trường này để lát nữa mình upload xong mình quăng nó vô đây luôn. Thấy chưa? Như vậy là mình apply. Rồi, như vậy là các bạn phải sửa lại cái chỗ của persistence class chút, là các bạn phải thêm vô cái image nữa của nó. Tức là ở đây private string image. Rồi các bạn cũng tạo ra refactor, cái getter setter của nó. Thì ở đây nó trùng tên rồi, do đó thầy khỏi có mapping nha các bạn. Ha, bữa thầy có nói với các bạn rồi, khi thuộc tính trùng tên với cái trường ở dưới thì mình không cần phải chỉ định mapping column ở đây. Thấy chưa? Rồi, bây giờ thì bắt đầu mình sẽ upload nè. Thì trước khi thực hiện cái thao tác upload á thì như thế này. Các bạn thấy quay lại cái file chút, các bạn nhìn cái cấu trúc project của mình nè. Sau khi mà mình làm xong á, nó sẽ build ra một cái thư mục target. Thì đây chính là thư mục nó triển khai cái web nè các bạn. Thì thường khi mình upload á, mình sẽ có một cái nơi để đưa cái file của mình lên nha. Thì xong cái dự án thực tế, người ta có thể upload lên một cái server của Amazon hay một cái server S3, nó chuyên lưu về hình ảnh cho mình nha. Còn ở trên máy của mình có thể mình chỉ định một cái đâu đó để mình lưu. Còn nếu các bạn muốn lưu trong project luôn á, thì thường cái bản chất là nó sẽ lưu ở trong đây nè. Nếu mà các bạn dùng cái đường dẫn tương đối thì các bạn lưu, thì nó phải lưu ở trong cái phạm vi resource của cái target, chứ không phải là cái chỗ mà mình đang code ở chỗ này. Được chưa? Ha, do đó là ở chỗ này nè, các bạn phải phải chỉ định để cho nó chạy được cái chỗ này đó. Thì lúc này thầy sẽ do là mình không có cái chỗ để mình upload, rồi thầy muốn chỉ định một cái vị trí nào đó ở trên cái máy của mình. Nhưng mà bây giờ thầy muốn chỉ thẳng vô ngay cái vị trí project của mình luôn ở đây nè. Nha, thì lúc đó các bạn phải có một cái đường dẫn tuyệt đối, các bạn chỉ vô đây. Còn nếu mà các bạn muốn tương đối trong project á, thì các bạn nhớ là nó sẽ upload vô cái target. Tức là mỗi lần mà nó build á, thì cái chỗ này nó bị xóa hết. Thì thường nếu mà các bạn triển khai cái project web lên server là người ta triển khai cái này lên này, chứ không phải là người ta đưa cái này lên trên triển khai cho nó ta chạy nha. Thì trên đây cái target trong resource này nó còn. Thì các bạn nếu mà các bạn tạo thử một cái upload ở đây, tạo upload ở đây. Thì bây giờ mình tạo thử, mình upload đây thử nha. Rồi sau đó thầy sẽ đưa nó ra ngoài cho các bạn coi. Bây giờ mình có một cái folder upload nè. Được chưa? Ở đây là cái thư mục sau khi nó build ra nha các bạn. Nó build nguyên project web của mình đã ra này nè. Và cái upload mà lát nữa thầy dùng cái đường dẫn tương đối á, là nó quăng vô đây, chứ không, nó không quăng vô ở trên cái project mình đang lập trình đâu nha. Do đó là bây giờ thầy để đây trước. Sau đó thầy sẽ chỉ các bạn cái cấu hình đường dẫn để mà mình chỉ nó ra một cái vị trí nào đó khác bằng cách cấu hình nha. Rồi thì bây giờ mình có một cái rổ đất upload ở cái resource. Thì ở đây nè, các bạn bắt đầu làm cái thao tác upload thì các bạn quay ra cái thằng cái trang product của mình. Các bạn sửa lại xíu. Product đây ha. Như vậy là đầu tiên các bạn phải sửa lại cái form cái đã. Nhớ là nó phải có cái phần entype. Rồi, entype này nó chính là gì các bạn? Multi-part form data. Phải có cái này, luôn luôn phải có cái này khi các bạn thực hiện cái thao tác upload nha. Rồi sau đó các bạn mới kéo xuống dưới, các bạn mới tạo ra cho thầy một cái div, một cái h file class cũng là form group. Rồi bây giờ các bạn cũng có cái label luôn. Ở đây các bạn update thêm một cái label ở bên trong cái thằng property, cái file property của mình. Đây. Mình có cái nữa là ảnh đại diện nha. Product. Ảnh sản phẩm. Rồi. Rồi sau đó các bạn quay lại đây. Mình để cái này là image. Rồi sau đó các bạn có một cái input file. Cái này là style class, là form control. Rồi các bạn có cái value. Này khỏi value. Value thì mình link vô cái file ha. Này tạm để trống đi nha. Rồi các bạn qua bên cái phần là
bin của cái product, các bạn khai báo cho thầy một cái file để mà mình binding giữa cái face và cái manage bin, cái file list, cái manage bin private. Các bạn có thể tính pack. Thì các bạn muốn upload nhiều file thì các bạn có nhiều cái pack thôi. Đây cái pack này mình có cái file img file. Rồi các bạn cũng tạo getter setter sẵn cho nó. Rồi bây giờ bắt đầu mình link ra bên ngoài, mình binding ra bên ngoài. Thì cái chỗ này nó chính là thang nè. Product thang. Product bin gọi cái file image file. Như vậy là một lát nữa đó, khi mà các bạn bỏ vô thì nó sẽ vào bên trong, nó bỏ cái file mà mình vô cái image file đó đó. Thì bây giờ mình run lên coi nó có cái giao diện được chưa cái đã. Rồi mình quay qua cái face product. Rồi bây giờ nó có cái ảnh sản phẩm này nè. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý cái thao tác upload cái này lên nha. Thì bây giờ các bạn quay lại cái chỗ quay lại cái chỗ của mình, cái code của mình trong cái product bin. Như vậy là cái chỗ này nè các bạn, trước khi mà thầy gọi cái thao tác add product thì thầy sẽ thực hiện một cái thao tác để upload cái ảnh nó lên trước để thầy có cái đường dẫn nha. Nếu mà upload nó false thì coi như mình không có xử lý tiếp. Như vậy là ở đây thầy viết một cái phương thức là private. À thôi mình viết ở trong cái service đi. Ở đây viết này private void upload file. Rồi như vậy là cái file của mình cần upload đó chính là cái file image file. Được chưa? Thì bây giờ nè, cái việc đầu tiên đó là các bạn phải lấy cái đường dẫn. Trên khi mà mình triển khai lên trên server nó sẽ có một cái đường dẫn để nó trỏ tới cái thư mục resource của mình. Thì các bạn sẽ lấy cái đường dẫn như thế này. Các bạn dùng một cái đối tượng faceless ở dưới này, các bạn lấy nó ra. Đây, các bạn dùng cái đối tượng faceless ha, cái lớp faceless ở đây nó có, các bạn cứ đi vô nó hơi dài xíu. Các bạn đi vô get current instance của cái faceless rồi get external. Trong đây nó có một cái phần là get real path ha. Các bạn chọn cái đường dẫn đến đúng cái thư mục upload mà các bạn tạo. Đây là cái cách thức để các bạn dùng cái đường dẫn tuyệt đối đưa vào chính upload lên chính cái đồ sách của mình luôn á. Thấy chưa? Như vậy là lúc này sau cái lệnh này nó sẽ có một cái đường dẫn tuyệt đối từ cái server mà các bạn triển khai đó, nó sẽ đi vào trong đây. Và các bạn cộng với cái tập tin của mình upload thông qua cái submitted name là cái này, là cái tên này chính là cái tên mà các bạn vừa mới chọn cái file các bạn bỏ vô đây nè. Các bạn muốn đổi cái tên file thì các bạn có thể đổi ngay chỗ này. Và bây giờ thầy sẽ lấy cái tên gốc của file thầy bỏ vô luôn. Được chưa? Rồi, sau đó các bạn mới đọc dữ liệu thì các bạn tạo input stream và file output. Bây giờ mình lấy cái đường dẫn trước nè. Thì ở đây các bạn sẽ có một cái string path. Thì các bạn dùng face, face left, face construct. Đây cái này ha. Rồi get current instance, get external. Test. Rồi các bạn get real path. Rồi như vậy là cái đường dẫn của mình muốn lấy real path, tức là mình lấy cái đường dẫn tuyệt đối. Các bạn nó chỉ vô đây nè. Trên server là nhớ là nó chỉ đây nè nha. Đây nó chỉ vô cái upload này. Như vậy là từ resource vào cái này image đi, mình bỏ vô image. Image upload ha. Resource. Nhớ xoẹt trước. Image upload. Rồi như vậy là ở đây nó sẽ trả ra cho mình một cái đường dẫn đầy đủ của ông này. Bây giờ mình cộng thêm một cái tên file nữa, tức là ở đây các bạn get submitted file name ở đây. Và nhớ là ở đây nó xoẹt ở đây là nó sẽ không có cái đường gạch cuối, do đó là nhớ cộng cái này vô thêm nha. Rồi dưới này cộng xoẹt rồi cộng với disk.file image file chấm này các bạn get submitted name. Rồi như vậy là tới đây là các bạn sẽ có được cái file. Bây giờ mình mở cái input file lên, các bạn try này, các bạn có input stream. Cái này là in, các bạn lấy từ disk.file image file
các bạn lấy là get input stream, tức là nó đọc cái dữ liệu nó truyền vô cái dạng là stream như vậy ha. Rồi ở trong cái chỗ này thì các bạn ném ra một cái ngoại lệ, bởi vì nó nghi ngờ có khả năng nó đọc cái này nó bị lỗi, do đó là nó bắt các bạn phải ném hoặc các bạn xử lý, thì tạm thời mình ném thôi, mình khai báo thôi, rồi sau đó ở chỗ nào gọi mình xử lý sau. Rồi sau đó các bạn có một cái file output stream, các bạn ghi vô, đây là cái chỗ mà mình ghi, lát mình bỏ vô cái thư mục của mình nè, đây là out, các bạn vào new file output stream. Rồi thì cái chỗ này các bạn sẽ ghi vô cái path nha, mình tạo ra trong đây mình ghi vô cái path. Rồi ở đây nè các bạn mới đọc vô, các bạn đọc một lần là 1024 byte, tức là mình phân từng đoạn của cái dữ liệu người ta truyền lên mình đọc á. Thì ở đây mình sẽ làm gì, mình có một cái data đi, bằng new b bằng new, mình tạo ra một cái mảng byte gồm 1024 phân tử. Rồi sau đó đó các bạn có một cái biến in là cái file read số bài đọc á, các bạn đọc nè trong lúc nè ha. Thì chỗ này nè mình sẽ kiểm tra bằng cái cách này, cách này thì thầy biết nó hơi ngắn gọn chút, tức là thầy gán luôn, thầy khỏi biết thầy gán luôn nè. Như vậy là mỗi lần thầy đọc là b, cái chân trong đây thầy đặt chân á, thầy đọc một lần là 1024 ở trong cái in, rồi thầy bỏ vô một cái biến byte read ha, cho đến trong lúc mà cái này nó còn khác nên nè các bạn, nó còn khác trừ một thì tức là nó còn dữ liệu để đọc ha. Như vậy là ở đây mình chỉ thực hiện cho while như vậy thôi. Rồi sau đó các bạn chỉ việc out, các bạn ghi ra 1024 cái mà các bạn mỗi lần mình ghi 1024 rồi mình ghi cái kết quả mình đọc ra, tính từ 0 cho đến cái số lượng này. Thấy chưa? Như vậy là các bạn có một cái lệnh như sau. While mở ngoặc nè, byte read, các bạn bằng gì đây, bằng là in chấm read, read ra từ cái b, nếu mà cái này nó còn khác trừ một thì cái thằng out này các bạn write ha, write cái b ra trong khoảng từ 0 cho đến số mà mình vừa đọc byte read. Rồi cái này cú pháp mà try này thì các bạn biết rồi đúng không? Try này có nghĩa là hai thằng này nó cần đóng lại các bạn. Mình bỏ vô đây thì khi nó kết thúc cái này nó tự động nó đóng cho mình luôn. Và nó an toàn một chỗ là nếu mà giữa chừng này nó bị lỗi thì nó vẫn xử lý nó đóng cho mình luôn. Nha, do đó là khi mà thầy bật cái try ở đây là thầy muốn nó tự đóng cái này cho thầy khi mà nó thực hiện xong. Hoặc là giữa chừng lỡ nó có bị lỗi gì đó thì nó cũng phải đóng cái này luôn. Nha. Rồi thì bây giờ như thế này. Như vậy là đầu tiên mình sẽ thực hiện một cái thao tác upload ngay đây. Thấy chưa? Tới nó add vô đây là lúc này nó đã chọn cái file rồi. Như vậy là ở đây các bạn gọi cái disk.upload file. Rồi. Như vậy là sau đó đó thì chỗ này nè, do ở đây nó ném ra ngoại lệ thì các bạn cũng phải try catch chỗ này ha. Try catch cái IO exception, mình bật try catch luôn. Rồi, sau khi nó try catch ổn đó thì mình mới nó làm ổn rồi thì nó mới vô đây. Còn ngoài ra nó trả về cái product, nó báo lỗi gì đó cho mình. Được chưa? Rồi, sau khi nó upload chỗ này thành công nè, thì lúc này mình đã có cái đường dẫn rồi, thì cái B mình lúc này mình set cái image. Cái image của mình bây giờ nó là đường dẫn thôi, thì các bạn set nè, nó đi từ đâu? Nó đi từ cái, trong trường hợp mình trong cái project nha các bạn, là nó đi từ image product repo nè. Rồi, product, upload chứ. Nó giống như cái cách mà các bạn render cái image chỗ này ha, các bạn nhìn lại cái chỗ cái trang chính của mình chút. Đây, mình cố tình mình giữ cái đường dẫn nó giống như vậy, cái trang chính của mình là trang page. Các bạn coi lại dưới cái phần content. Image. Đây ha, các bạn có library, mình đang cố tình là mình giữ cái đường này. Library là image rồi đúng không? Như vậy là mình sẽ dẫn vô từ upload mình đi vô. Ha, từ upload mình vô cái ảnh. Như vậy là ở đây mình sẽ quay lại cái chỗ cái code của mình. Rồi đất bin. Rồi như vậy là bỏ cái image đi. Lát mình chỉ định trong library, mình mặc định là trong image nha. Upload. Rồi cộng với cái disk.file. Hồi nãy là mình dùng cái tên. Mình lấy cái get submitted name, đó chính là cái file mình upload lên.
Dạ. Rồi bây giờ mình thử mình đưa một cái file lên thôi. Cái này là thầy chưa có validate gì hết nha. Rồi mình lên nó lại. Rồi mình vô cái product. Ở đây ví dụ thầy có một cái ảnh ở ngoài desktop hồi nãy thầy có tải về rồi nè. À, ví dụ như ở đây mình có iPhone 11 Pro đi ha. Rồi mình chọn ở đây. Đây là iPhone Pro Max. Rồi cái này Apple. Cái này ví dụ như 256 GB. Rồi giá ví dụ 30. Cái này là điện thoại của Apple. Rồi mình được add vô. Rồi bây giờ các bạn xuống dưới coi nó có cái hình không nha. Coi cái đường dẫn nè. Các bạn vô trong đây nè. Các bạn quay lại cái chỗ, cái chỗ target của mình hồi nãy. Upload nè. Đây nó có cái hình nè các bạn. Tức là nó đã đưa từ bên đó vô đây cho mình rồi. Được chưa? Thì các bạn upload ở đây nhớ là upload tương đối thôi. Cái chỗ này thì nó nguy hiểm chỗ là mình build cái là cái này nó mất. Bởi vì mình đang cố tình để trong đồ sách của mình mà. Được không? Thì các bạn có thể đưa ra một cái đường dẫn khác ở một cái vị trí nào đó. Thì thường sau này các bạn làm dự án, người ta sẽ có một cái server chuyên lưu trữ mấy cái vụ upload này lên luôn. Thường ví dụ như Amazon S3 đó, các bạn thấy là một trong những cái server nó thường lưu những cái hình ảnh, những cái tài nguyên này. Thì tạm thời của mình là mình không có, do đó mình tạm để ở đây nha. Rồi, trong trường hợp các bạn muốn để ở đâu, một cái ổ đĩa nào đó trong cái máy của mình cũng được luôn. Các bạn có thể để ổ D, thì các bạn cái chỗ của thầy hồi nãy, các bạn đưa cái đường dẫn tuyệt đối cái thư mục của mình vô luôn nha. Rồi như vậy là ở đây mình upload nè, các bạn xuống cơ sở dữ liệu, các bạn coi coi cái rồ đất mình vừa add là nó có cái trường đó không. Đây nó có cái trường ảnh của mình nè, được chưa? Thì ở bên ngoài đó thì mình chỉ add cái ảnh này vô nữa là xong nha. Rồi như vậy là đây là tạm thời upload như vậy. Rồi bây giờ trong trường hợp mà các bạn muốn chỉ định một cái đường dẫn nào đó ở trên máy của mình, à, trên máy của mình, ví dụ như thầy muốn chỉ định một cái đường dẫn, cái đường dẫn tới cái vị trí này trong cái đồ sách của mình lập trình luôn. Thầy xem như đây là đường dẫn trên máy thôi, tức là trong đây thầy có một cái, một cái upload nè, trong đây thầy có một cái upload, cái này là cái đồ sách mình đang lập trình này nha, và thầy xem như cái đường dẫn trên máy rồi thầy sẽ chỉ định nó vô nè. Rồi ở đây là thầy sẽ tạo ra một cái folder là upload. Rồi cái này thì muốn có trong target là mình phải build nó mới vô nha các bạn ha. Bây giờ thầy muốn lấy cái đường dẫn này là thầy muốn nó upload vô đây cho thầy nè. Như vậy là lúc đó đó các bạn sẽ cần chỉ định một cái tham số, cái đường dẫn chung. Thì lúc đó một là các bạn sẽ chỉ định trực tiếp ở trong đây. Đây các bạn chỉ định trực tiếp cái đường dẫn trong cái chỗ upload này nè. Thầy tạm thời thầy đóng nha. Đây các bạn chỉ định đường dẫn tuyệt đối như sau. String path bang. Các bạn lấy cái đường dẫn tới cái vị trí upload này. Property. Giờ các bạn copy, đây là đường dẫn tuyệt đối nè. Trong trường hợp các bạn muốn đưa ra ổ đĩa của mình thì mình làm vậy nhé. Cái này thì option thêm thôi. Như vậy là các bạn có một cái đường dẫn tới thư mục upload, rồi các bạn mới cộng tới cái file name của mình. Một lát nữa thầy sẽ thay cái này bằng thông tin các bạn cấu hình ở trong cái web config. Rồi cộng với cái này, rồi chỉ sai như vậy thôi. Thì bây giờ các bạn thử upload coi nó có vào ở trong đây hay không. Đây là cái chỗ mình đang lập trình, mình xem như là một cái trên máy của mình thôi nha. Rồi bây giờ mình run lại. Rồi quay lại cái face product. Rồi cũng là mình chọn cái hình trước đi. Bây giờ ở đây thầy có cái hình của iPad Air này. Rồi ABC gì đó. Giá ví dụ 12. Điện thoại luôn. Cái này của Apple. Rồi các bạn add product. Rồi bây giờ các bạn quay lại. Quay lại thì các bạn sẽ thấy đây nó có iPad Air trong chính thư mục của mình luôn. Được chưa? Bởi vì mình chỉ tuyệt đối rồi mà. Được chưa? Thì sau này khi các bạn làm dự án thì cái này mình không có bỏ vô đây. Mình không có bỏ vô đây. Thì lúc này thầy sẽ chỉ các bạn một cái tham số nữa.
là cái tham số init param các bạn khai báo như sau. Ở đây các bạn sẽ dùng một cái tham số init param, đây là tham số toàn cục, các bạn có thể sử dụng nó để mà các bạn khai báo một cái giá trị đường dẫn. Thì đây cái cú pháp như thế này, thì các bạn đi vào trong cái phần web config, tức là chỗ này nè, các bạn define một cái đường dẫn. Ở đây các bạn có cái phép config. Web config của mình đâu? Đây. Web page. Đây. Rồi, ở trong đây các bạn thấy nó có rất nhiều cái context param, các bạn define một cái context param nữa. Copy này cho nó khỏe. Rồi. Ví dụ như các bạn define ở đây một cái tên, ví dụ như thầy nói là gì các bạn? Upload path. Rồi, ở đây cái đường dẫn của thầy nè, thầy mới path cái đường dẫn gì vô? Path cái đường dẫn từ cái thằng hồi nãy thầy bỏ vào cái bin đó. Đây thầy path cái đường dẫn tới đây thầy để vô. Đây tới đây ha. Thì sau này thầy có sửa lại thì thầy vô đây thầy sửa thôi. Rồi. Như vậy là các bạn có upload path ha, các bạn có thể đặt một cái tên nào đó cho nó dễ nhớ một xíu, DHT upload path gì đó vân vân. Rồi sau đó các bạn sẽ lấy cái này lên. Lấy cái này lên bằng cách nào? À các bạn cũng dùng cái face context lúc nãy. À cái đối tượng face context như sau. Các bạn lấy face context rồi get external, và nó có một cái nó gọi là init param method. Các bạn bỏ cái key mà các bạn chỉ định nãy vô đây thì nó sẽ lấy lên cho mình. Thấy chưa? Như vậy là các bạn sẽ lấy lên như thế này. Mình quay qua cái tiếp tục ở trong cái phần này. Đây ha. Cái beam của mình đâu rồi ta? Rồi, ngay cái chỗ này mình sửa lại chút nè. Như vậy là cái math mình sẽ đọc lên như sau. String path bằng face context chấm get external get current. Rồi, get external. Rồi, get init parameter. Yeah. Rồi các bạn chỉ định cái key của mình hồi nãy mình bỏ trong cái phép config là cái key này. Rồi các bạn bỏ vô đây. Rồi cái này mình enter xuống cho nó ngắn chút. Java nó đặt cái tên khá dài nhưng mà cái tên của nó thể hiện rất rõ cái mục tiêu của nó nha. Rồi các bạn cộng, nhớ cộng vô cho thầy cái này nữa. Cộng vô cái đường dẫn this.imagefile.getSubmittedName và enter luôn. Rồi như vậy là lúc này là mình đưa vô đây thôi. Thay vì đường dẫn này thì mình đưa vô đây, mình chạy lại bình thường nha. Rồi. Bây giờ mình qua cái ở đây, ví dụ mình lấy cái ảnh trước ha. Cái ảnh của mình là ở đây mình có một cái Samsung Galaxy Tab S6 nè. Rồi, mình đặt ở đây. Ở đây cái sản phẩm của mình là ABC gì đó ha. Giá ví dụ như là 20, 22. Đây là tablet của Samsung. Cái ảnh của nó là đây. Rồi bây giờ các bạn vô coi có thấy cái ảnh của đó không? Trong cái phần upload nè, resource upload. Sau đây nó không có thấy refresh. Cái ảnh mình vừa upload đây đâu rồi ta? Các bạn xuống dưới check coi cái đường dẫn của nó. Đây đường dẫn của mình đây. Trong upload Samsung Tab. Rồi. Trong property resource.
ở trên đây là resource của cái property ha, mình vô cái resource của webpage image upload, đây nó có hai cái ảnh này rồi, như vậy là upload thành công được chưa. Rồi tạm thời cái phần upload tới đó nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn muốn kiểm tra, các bạn muốn validate cái upload nó có đúng cho tập tin hay không á, tức là các bạn muốn là 5 mê 2 mê gì đó vân vân, thì các bạn tạo ra một cái kênh vector này chắc không kịp quá. Cơm hả chấm dat chấm validator, rồi các bạn tạo ra cho thầy một cái kênh vector. Thì cái kênh vector này nãy thầy có giải thích với các bạn rồi ha, họ tạo ra một cái validator chứ. Đây các bạn tạo ra validator thì chỗ này các bạn đặt cái tên này, thì cái cách thức validator cái này thì thầy copy luôn cho nhanh nha, đi khỏi mất công. Bây giờ các bạn tạo một cái class là validator, thầy copy phần này rồi, ở đây các bạn tạo cho thầy cái class Java class, cái này là thầy đi ghi chung luôn là upload validator đi. Rồi các bạn gắn vô cái này là face validator, rồi implement validator, đây nhớ là lấy của face. Rồi các bạn bỏ cái code vô file context, mình import vô cái path cũng import vô luôn. Rồi face message các bạn cũng import vô ha. Rồi bây giờ thầy giữ nguyên 2 mê nha, các bạn muốn tính 5 mê thì các bạn sửa lại. Thì bây giờ sau khi các bạn có được cái validator này rồi đó, các bạn qua các bạn validate y hệt như hôm bữa mình làm, thấy chưa? Thì lúc đó các bạn sẽ gắn vô cái trường là cái validator của nó ở đây nè, đây ở đây thì không có gắn thôi, bây giờ mình qua đây mình gắn nha. Rồi bây giờ mình qua đây mình gắn vô trong cái thằng product này, rồi kéo xuống y hệt hôm bữa luôn. Các bạn gắn vô cái validator của cái file như sau này, bỏ ra bỏ cái đường này các bạn có validator nha. Rồi quăng cái thằng validator vô, hồi nãy các bạn đặt cái tên gì ở trong đây thì nó chính là nó, thường người ta sẽ để cái đường dẫn, tên đường dẫn luôn đó mà. Giống như cái kênh vector nãy thôi. Rồi ở đây thì các bạn có một cái hack message để mình hiện cái báo lỗi của nó, thì các bạn nhớ for. For thì các bạn phải chỉ định thêm cái trường ID này, cái này là image tt file image. Rồi ở đây ha. Rồi bây giờ mình thử upload một cái file nào đó mà nó lớn hơn 2 mê rồi nó có báo lỗi ở đây không? Đây lại. Rồi mình vô cái file face. Bây giờ mình tìm một cái file nào đó mà nó lớn hơn 2 mê. Ví dụ như desktop. Để coi có cái file nào 2 mê. 1 mê 8. Cái này bây giờ khác định dạng đi ha, kiểm tra sai định dạng đi, bởi vì nãy thầy check là cái BNG đó các bạn, BNG với image. Rồi chọn upload, đây nó báo lỗi là cái nist image jpeg.